Em tên là Trần Bảo Long, học sinh lớp 4B, trường tiểu học Xuân Thiêu, xã Bùi Lá Nhân, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Đây là ngôi trường mang tên nhà văn quân đội đã để lại nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng, viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Em rất tự hào khi được học tại ngôi trường có truyền thống hiếu học, có bề dày thành tích và các thầy cô luôn tận tình hết lòng vì tương lai của các em học sinh thân yêu. Em hiện đang sống với gia đình gồm ông bà, bố mẹ và hai em. Ông bà em tuổi đã cao, bố đi làm thợ hồ, còn mẹ vừa làm ruộng vừa đi thu mua ve chai để kiếm thêm chút thu nhập lo cho anh em của em ăn học. So với bạn bè cùng trang lứa, em thiệt thòi hơn các bạn rất nhiều vì từ khi sinh ra mắt em bị giảm thị lực nghiêm trọng nên rất khó khăn trong giao tiếp, sinh hoạt và học tập. Thấm nhuần năm điều bác Hồ dạy và một câu nói em nghe được ở đâu đó, học tập là chìa khóa mở ra kho tàng tri thức. Trong những năm qua, được sự quan tâm, chăm sóc của gia đình, sự động viên khích lệ của các thầy cô giáo và gần đây là hội người mù, em đã cố gắng khắc phục khó khăn để học tập tốt. Ngoài thời gian học, em thường giúp đỡ bố mẹ những việc trong gia đình và một trong những sở thích của em là đọc sách. Thể loại sách em thích nhất là sách viết về tấm gương của những người giàu nghị lực, biết vượt qua số phận để đi đến thành công trong cuộc sống. Cũng nhờ đọc thể loại sách này, em đã học hỏi được ở những nhân vật, những tấm gương chiến thắng số phận. Điều đó giúp em cảm thấy lạc quan, tự tin vào cuộc sống và phấn đấu học tập để phần nào noi gương những người vượt khó mà em viết qua từng trang sách. Em là người rất thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn sách viết về gương người tốt, việc tốt và sách viết về những người có nghị lực vượt qua số phận, vươn lên trong học tập, làm việc. Trong dịp Tết Bính Dần năm 2022, em được chú Nguyễn Cảnh Dương, chủ tịch Hội Người Mù huyện Đức Thọ tặng một quyển sách được mang tên Nhắm Mắt Nhìn Sao. Đây là cuốn từ truyền của ca nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương, được nhà báo Thanh Nhã chấp bút. Nói đến từ truyền Nhắm Mắt Nhìn Sao, ấn tượng đầu tiên của em là tên tác phẩm và cách trình bày. Sách do nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành vào quý 4 năm 2019 trên phổ giấy 14,5 x 20,5 cm với sự liên kết của Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt. Cuốn sách được chia làm 4 chương và phía cuối cuốn sách là cảm nhận của một số nhân vật nổi tiếng về Hà Chương. So với lứa tuổi của em, có thể chưa nhiều bạn đọc cuốn sách này, nhưng với em, sau khi đọc lời giới thiệu, em đã chăm chú đọc với tất cả sự trân quý đối với nhân vật xưng tôi trong tác phẩm. Đặc biệt, những chương sách đầu tiên nói về nhạc sĩ Hà Chương khi còn nhỏ tuổi để lại cho em nhiều ấn tượng hơn cả, vì ở đây có sự tương giao đặc biệt, dường như em bắt gặp hình bóng của ký ức thời thơ ấu của nhạc sĩ Hà Chương. Nội dung trong cuốn sách xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của Hà Chương, với lối viết rất chân thật về một tuổi thơ nghèo khó, một hành trình đi tìm ánh sáng suốt dọc chiều dài đất nước, để rồi kết quả nhận về là nhạc sĩ vĩnh viễn tìm trong bóng đêm khi đôi mắt không còn khả năng chữa trị. Tuy nhiên, không phải vì thế mà ông buông xuôi, thấu hiểu được những hy sinh của bố mẹ cùng bôn ba trong chuỗi trên những chuyến tàu vào Nam ra Bắc, nhen nhóm hy vọng tìm lại ánh sáng cho đứa con nhỏ dài ở các bệnh viện trên thành phố. Nên mặc dù niềm hy vọng đã vụt khỏi tầm tay, nhưng với một nghị lực phi thường, nhạc sĩ Hà Chương đã vượt qua, cũng như bao nhiêu đứa trẻ cùng trang lứa. Lúc nhỏ, ông cũng muốn đi học, tuy nhiên do bất lợi về đôi mắt nên cách học cùng kéo theo cả bố mẹ vào cuộc hành trình chinh phục con đường chữ. Đọc từng trang sách, chúng ta mới cảm nhận được sự khó khăn vất vả của cậu bé khiếm thị Hà Chương, miệt mài bôn ba với việc học tập. Cuối cùng, ông cũng đọc thông viết thao những chữ nổi danh cho người khiếm thị. Bên cạnh đó, đến 7 tuổi, Hà Chương lại làm quen với đàn guitar. Khi mà ngón tay chưa đủ lớn và rộng để trải đủ các loại hợp âm, nhưng ông vẫn ôn đàn học bấm những nốt cơ bản đến năm 12 tuổi, khi vào học trường phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu dành riêng cho người khiếm thị Hà Chương, chính thức bước vào con đường học âm nhạc một cách có hệ thống.
Những cố gắng nỗ lực của ông đã gặt hái được nhiều giải thưởng trong nước và thế giới. Bạn biết không, thế giới của người khiếm thị có một đặc trưng riêng. Nó không phải chỉ có hai mảng màu trắng đen hay tối tăm. Đơn điều mà không gian tưởng tượng thế giới của họ cùng vô cùng đa dạng và đa chiều. Nhiều mảng màu lung linh, huyền diệu mà chỉ những người trong cuộc những hàng trước mới có thể cảm nhận. Chúng ta cũng cảm nhận được điều đó khi lật trở đọc từng trang sách, nhắm mắt nhìn sao. Sự cố gắng nỗ lực của hàng trước cho chúng ta thấy rằng người khuyết tật nếu được quan tâm, được đồng viên khích lệ và đặc biệt là được tiếp cận với giáo dục thì họ sẽ vượt qua tự ti mặc cảm, sống đầy nghị lực và đứng vững trước sóng gió cuộc đời. Có người ta trong cuộc sống cũng có lúc không may lâm vào tình huống bế tắc và tuyệt vọng. Khi mọi dự định sụp đổ hoặc không theo ý mình, thì lúc như vậy chúng ta cần lắm một động lực để vượt qua. Mỗi người sẽ có một cách để tìm nguồn động lực cho riêng mình. Còn với em, từ khi được đọc cuốn sách Nhắm mắt nhìn sao, em như được tiếp thêm sức mạnh và tinh thần, tiếp thêm niềm tin thông qua nhân vật chính trong tự truyện, đó là nhạc sĩ Hai Tuyết. Em lại tìm thấy sự đồng cảm về hoàn cảnh trong cuốn tự truyện này. Bản thân em cũng là người bị bệnh lý về mắt, nhưng so với nhạc sĩ Hà Trước, em còn may mắn hơn là đang nhìn được. Dù tầm nhìn không được xa nhưng em có thể đọc sách để được biết về sự cố gắng nỗ lực của Hà Trước trên con đường học tập và thành công. Em cùng viết những dòng này để bày tỏ sự khâm phục đối với nhạc sĩ và luôn coi ông là tấm gương vượt khó thành tài. Mong sao bài viết nhỏ này sẽ giúp lan tỏa cuốn tự truyện Nhắm mắt nhìn sao đến với nhiều người hơn, để một tấm gương đầy nghị lực được nhân rộng. Em thấy hiện nay nhiều bạn nhỏ và thậm chí cả người lớn nữa đang lạm dụng quá nhiều vào các thiết bị số, đặc biệt là điện thoại thông minh. Có nhiều người sử dụng quá nhiều đến nỗi gây ra một số chứng bệnh như cận thị, trầm cảm, mất ngủ, lâu dần ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng của cuộc sống và các mối quan hệ ngoài đời. Em nghĩ đã đến lúc cần có một kế hoạch hành động giúp mọi người, đặc biệt là những bạn nhỏ như em, được hướng đến một việc gì đó giúp hạn chế và phải dùng ít thiết bị số hơn. Em nghĩ đọc sách là một hoạt động phù hợp nhất. Để thực hiện mục tiêu này, cần phải có một kế hoạch thật hợp lý. Giả sử được giao nhiệm vụ này thì em sẽ đặt tên cho kế hoạch là cùng nhau đọc sách để nâng tầm tri thức. Nhiệm vụ của em có mục tiêu giúp các bạn tìm thấy những điều hay, những kiến thức thú vị trong từng cuốn sách. Đối với lứa tuổi học sinh, hoạt động phù hợp hơn cả là đọc sách hay thư viện. Tuy nhiên, cần phải có những hình thức khuyến đọc thích hợp để gắn liền việc đọc sách với các đợt sinh hoạt. Trước hết, cần bổ sung thêm các đầu sách tại thư viện và phân loại theo ngăn, theo nhóm để các bạn dễ tìm kiếm chủ đề ưa thích hơn. Một trong những cách để bổ sung đầu sách là liên hệ với tổ chức Ngôi Nhà Trí Tuệ để xin hỗ trợ, hoặc kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để mua sách. Khi đã có một số lượng sách nhất định, việc tiếp theo là mở các cuộc thi nho nhỏ như viết hoặc phát biểu cảm nhận về cuốn sách cô yêu, bạn đọc được gì từ sách, viết tiếp nội dung cho một câu chuyện trong sách. Những cuộc thi này cần phổ biến về từng lớp, giao cho mỗi học sinh trong các tổ học tập mỗi tháng phải làm ít nhất 2 bài và xem đây là tiêu chí thi đua. Tùy vào khả năng của mỗi học sinh mà vào các buổi sinh hoạt 15 phút đầu giờ hoặc sinh hoạt lớp, số bạn sẽ trình bày hoặc nạp bài thi của mình. Giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ duyệt nội dung, chọn những bài có chất lượng nạp về thư viện. Cán bộ thư viện sẽ duyệt, chọn mỗi lớp một bài hay nhất cho các bạn trình bày vào những buổi lễ treo cờ hoặc các đợt sinh hoạt đội. Bên cạnh đó cũng cần một nguồn quỹ để làm những phần thưởng nhỏ nhỏ đồng viên những bạn có bài thi hay nhất, đặc biệt là những bài được trình bày tại lễ giao cờ. Với cách tổ chức như vậy, em hy vọng sẽ khơi dậy được phong trào đọc sách cho các bạn, từng bước giúp các bạn nhận biết được tầm quan trọng của sách và việc đọc sách vốn là nét đẹp văn hóa đang được quan tâm nhất hiện nay.
Khi bạn có niềm đam mê với sách và xem sách như một người bạn, thì học sinh chúng em nói riêng cũng như mọi người nói chung sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị khi lật dở từng trang sách để đọc và khám phá những điều thú vị. Em mong sao người lớn cũng nên dành một khoảng thời gian nhất định để đọc sách hoặc đọc sách cùng con, thay vì sử dụng điện thoại, xem tivi hay ăn nhậu và hát karaoke, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và ảnh hưởng đến những người xung quanh.